Sao Hoàng Nhật Địa xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng tiếp tục một con máy rửa bát Latina huyền thoại NPBM1, thì nó giống BME3 các bác nhé. BME1, BME3 là một con máy phải nói là đẹp xuất sắc trong cái dòng la vòng. Hình thức các bác nhìn thấy đây, kính trong suốt nhá. Đấy, Latina này thì cứ kính trong suốt nó là ok rồi. Đấy, nhìn được bên trong thoải mái luôn. Máy nó còn rất là đẹp, vỏ rất là đẹp đẹp. Nhìn đẹp số 3 này. Nói chung là nhìn thực tế cũng rất là đẹp ạ. Lưng nhiếc cũng rất là đẹp nha. Thực tế rất là đẹp mà lên sóng ok, hình ảnh cũng rất là đẹp. Các bác nào mà vẫn còn đang ngại ngùng mua máy rửa bát thì nói thật với các bác là các bác yên tâm mà mua nhé. Đây em nói chân tình luôn. Máy nào em không dám nói, còn riêng về máy Nhật này thì đảm bảo với các bác là cực bền luôn. Vì sao mà các bác thấy bảo máy cỏ thì em lại có chính sách là thêm 500.000 bảo hành cho các bác 3 năm. Vì nhiều bác cứ lăn tăn sợ là máy cỏ nó không bền. Đấy. Nào là sợ không có đồ, nhưng mà riêng đối với em nhé, máy này cực bền luôn, em khẳng định. Khẳng định các bác là cực bền luôn nhé. Tuổi thọ vài chục năm thoải mái, đồ linh kiện gì cũng có. Đấy. Em bán máy này là 3.9.000, BM1 3.9.000 các bác nhé, là bảo hành 6 tháng. Nhưng các bác nào lăn tăn em lấy đêm đúng 500.000 bảo hành cho các bác 3 năm luôn. Bảo hành còn hơn cả máy mới luôn. Tiêu trong 3 năm vấn đề gì các bác cứ lôi em ra, các bác cứ mang đem chịu trách nhiệm bảo hành hết tất cả các bệnh đặt gì của nó. Vì dám tự tin rằng là máy này nó chả có cái gì mà phải lo nghĩ cả. Chứ các bác cứ yên tâm mà mua, máy rửa bát giờ không đáng bao nhiêu đâu ạ. Mua về rửa cho gia đình nó sạch sẽ, rửa hoàn toàn bằng nước nóng hết nhé. Rửa hoàn toàn nước nóng hết, rất là sạch sẽ. Nhà có cái máy rửa bát vào ăn xong cơm xong vợ con cái nó đỡ phải nhìn nhau vất vả. Chả đã bao tiền ăn tiêu hết có vài triệu bạc thôi ạ. Đấy, rửa hoàn toàn nước nóng, các bác thấy nước bốc hơi nghi ngút luôn ạ. Riêng máy Nhật này bền hơn các cái máy châu Âu rất là nhiều luôn, dám khẳng định như vậy. Trong bên trong con này rất là mới nhá. Yeah. Em dám khẳng định là rất bền bỉ luôn, vì các bác nhìn một con máy này như này, Latina này đời nó 2006, mười mấy năm rồi nhá. Mà các bác nhìn các cái chất máy của nó vẫn cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẹp. Cái chất liệu làm ra cái máy rất là tốt, linh kiện cực chuẩn luôn. Có cái gì tốt nhất thì nó làm cho cái máy này, chứ không có cái chuyện là làm những cái linh kiện vớ vẩn. Chia em bán rất là nhiều, em bán chuyên về máy rửa bát, em dám tự tin khẳng định rằng là máy Nhật này rất là tốt, còn là cực đẹp luôn nhé. Các bạn nào lấy là 3.9.000, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi một vật. Xin chào các bạn.